Em chào anh chị nha, em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em có mặt tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre anh chị. Để gửi tới anh chị một miếng đất có diện tích là 1.187m2 ha, chiều ngang là 42. Đây là đất của mình nha, chiều sâu vô là 32m. Rất là đẹp luôn. Chiều ngang rộng rãi 42m, mặt tiền đường này nè, là đường liên xã nha. Đường bê tông rộng 3,5m lận. Hướng này đi khoảng một cây số là mình tới được ủy ban Phước Hiệp nè, chợ nè, trường học các cấp luôn. Đó, rất là tuyệt vời ha. Đi vào thị trấn Mỏ Cày Nam á. Thị xã Đồng Khởi đâu anh chị là tầm khoảng 3-4 cây số nha, 4 cây số. Anh chị xem nè, hàng xóm mình ha. Nhà dân rất là đông. Còn miếng đất tuyệt vời hôm nay em gửi tới anh chị đây. Còn hướng này á là mình đi ra ngoài chợ An Bình, cầu Rạch Tổng đâu anh chị. Chỗ đó thì quốc lộ 57 là con đường mình đi xuống dưới biển Thành Phú á. Từ đây đi biển Thành Phú là tầm khoảng 50 cây nha, 50 cây số là tới được biển Thành Phú. Chưa tới 1 tiếng anh chị, mình đi ô tô là mình tới được biển nha. Rất là tuyệt vời luôn. Anh chị xem trước đất mình ha, đất mình là hướng Tây Nam nha. Lên đây, hàng xóm dân cư rất là đông. Điện nước thì đầy đủ, nước khu vực này á, mình xài nước máy nha. Rồi, để anh chị trù ranh cho anh chị mình xem. Một miếng đất rất là tuyệt vời. Mình về đây mình làm kho, xưởng để mình chứa hàng á, hoặc là mình xây cất nhà mình ở. Đây, hàng xóm mình ha, hàng xóm đông lắm anh chị ơi. Từ đây, ngang qua tới bên kia đó. Tới cái trụ bên đó đó là 42m. Cánh bên đây á là sâu xuống dưới á là 32 ha. Chị nghe mặt tiền đường bê tông này nè. Đường này thì tối mình có đèn đường luôn nha. Rộng 3,5m nên ô tô xe tải mình vô thoải mái luôn rồi. Đó, phía trước đất nè. Hàng xóm mình nha, xe hàng rào hết rồi. Dạ. Tới đây nha anh chị. Tới đây. Cái này sâu xuống dưới là 25m. Trên đất thì đang trồng dừa, sạch sẽ. Mặt bằng thì cao bằng mặt lộ luôn rồi. Về đây chỉ mình không còn phải bỏ thêm kinh phí vô để mình sang lấp mặt bằng gì hết anh chị. Đó, phía sau mình có con rạch nữa nè. Này cái mương nhỏ ha anh chị ơi. Tới đây nè. Đó. Ranh giới rõ ràng hết đây. Đây anh chị xem chu vi đất mình nè. Trên đất đang trồng dừa nha. Dừa cũng đang thu hoạch, đang có trái rồi. Đó, phía sau có con mương nhỏ nè, đang nước lớn nè. Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nha anh chị. Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Anh chị xem trên đất nè. Rất là đẹp luôn. Giá em nghĩ là rất là tốt luôn anh chị. Đó, hàng xóm mình ăn dân cư đó. Rồi. Đây. Tới đây ha. Dạ. Nói chung là mình có trụ ranh giới rõ ràng hết rồi. Rồi đem lấy sổ cho anh chị xem nha. Phía sau đất nè. Đó, có hàng xóm dân cư. Sạch sẽ không có mộ nha. Phía trên thì cũng không có đường dây điện đi ngang qua luôn. Cách ủy ban Phước Hiệp nè, chợ nè, trường học là chỉ có 1 cây số à. Dạ. Để đất số nè anh chị, sổ mình nha. 333 tài ha. Dạ, địa chỉ là xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 1.187,4m2. Hình thức là sử dụng riêng ha. Đất trồng cây lâu năm, đến sử dụng đến ngày 31 tháng 5 năm 2018. Hết hạn thì mình lên gia hạn bình thường ha anh chị. Đó. Còn bên đây sơ đồ nè. Hướng là hướng Tây Nam nha, quay qua đường bê tông nè. Mặt tiền đường sổ hiển thị đường đi đường bê tông, chiều ngang 42m. Chiều sâu một bên là 24.52, một bên là 32, hơn 32 ha.
hậu thì 39 mét. Đó, đường bê tông mà cũng có lộ giới nữa anh chị. Dạ, mình có 491,5 mét lan lộ giới nha. Con đường này là đường liên xã, bên đây là xã Phước Hiệp nè, còn bên đây mình đi ra ngoài chợ An Bình, quốc lộ 57, cầu Rạch Tổng, cầu Mương Điều rồi anh chị. Dạ, nếu mà con đường này làm lộ lên là đất mình sẽ tăng giá lên. À, hiện tại là đường bê tông nha, đường bê tông rộng 3,5 mét, giá là 2 tỷ nha anh chị, 2 tỷ 1187 mét vuông, chiều ngang mặt tiền đường bê tông, ô tô vô thoải mái luôn. Rất là tuyệt vời nha anh chị, mình cần thông tin cứ liên hệ với em để em gửi sổ gửi thông tin cho anh chị xem. Dạ rồi, bây giờ em đi từ đây nè, bên đó nhà dân ha, đây nhà dân nè, nhà dân đông lắm anh chị ơi. Đi từ đây em chạy ra ngoài hướng ngoài ủy ban Phước Hiệp cho anh chị xem nha. Trên đường đi có gì em sẽ hướng dẫn anh chị cái đó. Hello. Dạ bây giờ em mời anh chị mình đi theo em nha. Hướng này mình đang chạy ra ngoài ủy ban xã Phước Hiệp. Rồi sẽ có một con đường ra quốc lộ 57C. Ra ngoài thị trấn Mỏ Cày, thị xã Đồng Khởi đó anh chị. Để coi tiệm tạp hóa ha. Hai bên đường này em thấy nhà dân á là cũng tương đối ha anh chị. Tầm vài chục mét là mình có cái nhà, vài chục mét có cái nhà. Đường điện anh chị xem ha. Đường này đường đan 3,5 mét nên ô tô mình vô thoải mái luôn, còn mình còn tiên nữa anh chị, nên hai xe ô tô mình có thể tránh nhau được ha. Tại vì đường liên xã nên được đầu tư rất là bài bản, rất là chuẩn luôn. Địa chỉ của đất mình á là thuộc xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nha, gần ủy ban, chợ, trường học Phước Hiệp anh chị. Xã Phước Hiệp mình cũng có quỹ tín dụng nha anh chị, quỹ tín dụng nhân dân Phước Hiệp. Nơi đó thì anh chị mình có thể vay tiền nè, mình gửi tiết kiệm nè, thủ tục rất là đơn giản, nhanh gọn. Từ đây mà mình đi vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre là tầm khoảng 20-25 cây số nha. Còn từ bến xe miền Tây mình chỉ về đây là hơn 100 cây, tầm khoảng 110 á, 110 cây số. Đường ô tô mình chạy thoải mái luôn nha. Bây giờ đường xá thì rất là thuận tiện rồi. Nên khoảng cách tầm khoảng 100 cây từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh á, mình về đây rất là thuận lợi anh chị. Mình đây mình đi biển á là 50 cây nha. 50 cây số biển thành phố cũng rất là đẹp luôn. Dạ, tới ngay đây mình có con đường nè. Đường này là mình đi ra ngoài quốc lộ 57C nè. Cách đây khoảng 100 mét là hình như mình có cái chùa. Chùa lớn lắm anh chị. Chùa gì mà em quên tên rồi, nhưng mà lớn lắm. Dạ, hướng này hang 100 mét là tới chùa. Đi khoảng một chút nữa là tới quốc lộ 57C. Mình vào thị trấn Mỏ Cày, thị xã Đồng Khởi đâu á. Còn hướng này là mình đi ra ngoài ủy ban xã Phước Hiệp. Thì gần ủy ban có chợ, trường học rồi ha. Vừa qua cầu này là tới khu vực chợ Phước Hiệp, ủy ban đâu. Mình đi khoảng vài trăm mét nữa là trên đường đi á, là mình đi qua trường trung học cơ sở Phước Hiệp nè. Ngay đây là khu vực chợ nha chị, khu vực chợ. Đó, có tiệm thuốc tây rồi buôn bán đầy đủ các mặt hàng luôn. Bây giờ em đi quay là tầm trưa anh chị, 10 giờ 11 giờ trưa rồi, nên gần như là cũng tan chợ rồi. Chợ này cũng sung túc lắm anh chị ơi, đầy đủ các mặt hàng luôn. Mình đi chợ là sát bên anh chị, tầm khoảng 1-2 phút là mình tới được chợ rồi. Thì vô ủy ban làm thủ tục hành chính ha. Dạ, chứng giấy tờ này nọ đâu. Đó, đây là ủy ban Phước Hiệp nha. Còn bên đây là trạm y tế nè. Hướng này mình đi khoảng vài trăm mét đó là tới được trường trung học cơ sở Phước Hiệp. Đó, qua trường trung học cơ sở thì mình đây ủy ban nè chị. Qua trường trung học cơ sở Phước Hiệp là tới được đường huyện lộ 22. Mình đó cái khu vực này gần với xã Đình Thủy nha anh chị. Từ ủy ban Phước Hiệp với ủy ban Đình Thủy cách nhau là tầm khoảng 2 cây số. Rất là tuyệt vời nha. Rồi
em xin dừng video tại đây nha. Chân thành cảm ơn chị mình xem cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất, mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre giá rẻ nha anh chị. Bye bye mọi người nha.